thông huyện Nam Giang. Nhằm giúp người dân áp dụng các kỹ thuật vào sản xuất, huyện Đầm Dơi đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, lớp học tại hiện trường, ứng dụng vi sinh trong nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến, từ đó giúp nông dân áp dụng vào thực tế của gia đình ngày càng hiệu quả hơn. Trung tâm khuyến nông tỉnh Cà Mau tổ chức buổi hội thảo tổng kết lớp học tại hiện trường, ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến, đáp Tăng Điền, xã Tân Diệp, huyện Đầm Dơi. Theo đó, quy mô lớp học có 20 học viên, điểm thực hành 1 khẩu. Các học viên được hướng dẫn 6 chuyên đề về thiết kế và xây dựng vuông nuôi, chuẩn bị vuông nuôi, chọn giống và thả giống, sử dụng vi sinh trong vuông nuôi, chăm sóc và quản lý vuông nuôi, phòng trị bệnh và thu hoạch, bảo quản sản phẩm. Ông Nguyễn Tấn Thành, ấp Tân Điền, xã Tân Việt, thực hiện mô hình với diện tích 1 hectare. Ông thả 40.000 con tôm sú giống, mật độ 4 con trên 1 mét vuông, nguồn vốn hơn 8 triệu đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thả giống. Đến nay, sau hơn 2 tháng nuôi, tôm đạt trọng lượng hơn 60 con trên 1 ký. Thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến, ông Thành được hướng dẫn xử lý vi sinh một tuần một lần, phân sinh học một tháng một lần, tổng vốn 24 triệu đồng. Trong đó nguồn kinh phí khuyến nông địa phương năm 2024 hỗ trợ 50% cho hộ thực hiện dự án. Tôm nhiều quá cái đầu nó dài hơn. Dạ. Nó thon. Có đặc điểm gì nó mới mắc tiền hơn nữa. Rồi giờ bây giờ chú đi bố trí rồi nào. Lấy số điện này nó cảnh mà chú đi đổ lú luôn á. Nó lú dở lú giờ coi. Cái bài này nó chậm quá chậm. Bắt hồi nó một tháng mấy ngày là nó cỡ này. Từ ngày mở cái lớp tập huấn để nuôi tôm theo cái môi trường sinh học á, thì từ ngày tôi áp dụng thì thả giống thì chưa có lâu, nói chung thì cũng mới tháng 20 mấy ngày, chưa được 2 tháng, nhưng mà thấy nó hiệu quả như mình nhiều hơn cái trước mình nuôi theo cái truyền thống hồi trước. Thì theo như vậy thì có thể là phổ biến nhân rộng cho bà con áp dụng theo cái phương hướng như thế này là tốt hơn. Đối với trong cái lớp học hiện trường hiện tại thì cái ý thức của bà con mình được nâng cao rất là nhiều. Trước đây thì chúng ta nuôi theo hình thức là Quảng Canh cải tiến là truyền thống, ít có tác động về cái điều kiện khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên thì trong cái lớp học này thì cái ý thức của bà con nâng cao rất là rõ ràng. Đó là ứng dụng các cái công nghệ vi sinh trong cái nuôi tôm Quảng Canh cải tiến là thường xuyên và liên tục. Thì hầu như trong lớp học chúng ta khi triển khai 20 học viên thì có khoảng 60-70% là cái học viên là tham gia cái ứng dụng cái công nghệ vi sinh và sử dụng cái công nghệ vi sinh liên tục trong cái quá trình chúng ta nuôi. Từ đó là nó sẽ nâng cao được là cái hiệu quả trong cái loại hình sản xuất, đặc biệt là đối với cái loại hình nuôi tôm Quảng Canh cải tiến và ứng dụng cái công nghệ vi sinh cho cái quá trình nuôi tôm trên cái địa bàn ấp Tân Điền, xã Tân Việt, huyện Đầm Dơi. Và từ đó chúng ta cũng có thể là nhân rộng sang các địa bàn khác để nâng cao được cái hiệu quả và cái năng suất của loại hình nuôi tôm Quảng Canh cải tiến này. Thông qua buổi hội thảo tổng kết lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân tại địa phương, giúp người nuôi và những hộ tham gia nắm được kỹ thuật ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến, nâng cao tỷ lệ sống trong giai đoạn nuôi và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Bên cạnh đó còn giảm được chi phí về con giống, vật tư, nâng cao tỷ lệ sống tôm nuôi. Hiệu quả sản xuất, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới và hướng đến mô hình bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, lớp học tại hiện trường còn làm thay đổi tập quán sản xuất cũ, liên kết các hộ nông dân để sản xuất theo quy mô tập trung, định hướng sản xuất theo hình thức kinh tế tổ hợp tác.